DGU chào các bạn và xin giới thiệu với các bạn những người sáng lập công ty. Chào các bạn, tôi là Agnyop Alexei, tôi là CEO của dự án DGU. DGU là một hệ sinh thái để phát triển và tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi gồm công ty kỹ thuật và quỹ đầu tư mạo hiểm. Công ty kỹ thuật DGU nghiên cứu những thiết kế của riêng mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và có thiết kế then chốt là nền tảng DMP. Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào đội ngũ công nghệ và khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bổ sung khối lượng dữ liệu của công ty kỹ thuật. Xin chào tất cả, tôi là Alexander Yi. Tôi là giám đốc về chiến lược phát triển dự án DGU. Tôi làm công việc hoạch định chiến lược, tìm kiếm các khả năng để phát triển dự án, thiết lập các thỏa thuận then chốt với các đối tác bên ngoài. Nhiệm vụ chính của tôi là làm sao để tất cả các phần của dự án DGU, công ty kỹ thuật, quỹ đầu tư mạo hiểm, cộng đồng những người dùng, cộng đồng các đối tác cùng nhau tiến lên cùng một hướng. Ý tưởng của dự án DGU xuất hiện khi kết hợp các mong ước về bản sao số hóa nhân cách của con người và có thể hiện thực hóa điều đó về phương diện kỹ thuật mà xuất hiện tại thời điểm hiện nay nhờ trình độ công nghệ trên thế giới và đội ngũ mà chúng tôi tập trung được cho dự án. Chào các bạn, tôi là Pova Boris, tôi 31 tuổi. Trong dự án DGU, tôi là giám đốc về công nghệ thông tin hay còn gọi là giám đốc IT. Tôi làm về vấn đề sau. Tôi tạo ra nền tảng kỹ thuật cho đội ngũ và người dùng của dự án, tức là phát triển phần mềm của dự án. Và bên cạnh đó, tôi có vai trò tìm kiếm các ý tưởng mới và tìm các phương pháp để áp dụng chúng vào dự án. Chào các bạn, tôi là Zinenko Sergei, tôi 39 tuổi. Tôi là doanh nhân lâu năm. Trong dự án DGU, tôi có vai trò mà tiếng Nga gọi tắt là DBDO, nói nôm na có nghĩa là đó là người làm công việc để cho dự án kiếm được tiền bằng phương pháp thông thường trên thị trường. Và do đó ở đây hàng ngày có khi cả 7 ngày trong tuần, tôi làm những việc sau. Tham gia thiết kế và phát triển các chiến lược của dự án, thiết kế, tạo cấu trúc các tổ chức thuê mượn người, tìm những nhà thầu, các đối tác và những người đặt hàng cho dự án, cải tiến cấu trúc các tổ chức hiện đang hoạt động trong dự án, mà ở mức độ hiện có cũng đã rất nhiều, và cũng như hệ thống hóa quá trình kinh doanh, lựa chọn đội ngũ cho từng dự án cụ thể và giúp các đội ngũ đó hoạt động có kết quả. Tôi muốn nói chi tiết hơn về các nhiệm vụ mà tôi giải quyết trong dự án DGU. Trong số đó, nhiệm vụ lớn nhất mà liên quan đến tất cả người dùng, đó là tài khoản cá nhân của nhà đầu tư. Tôi phụ trách việc thiết kế liên tục chúng, tạo cho chúng các tính năng mới và hỗ trợ người dùng có tài khoản cá nhân đó. Và làm nhiệm vụ lớn khác, đứng thứ hai về phân loại, liên quan đến an toàn của dữ liệu, bảo quản dữ liệu và các bản sao kỹ thuật số dữ liệu. Và các cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng là các phương tiện bảo quản dữ liệu trên các máy chủ của chúng tôi, trên các tài nguyên của chúng tôi mà bên ngoài sử dụng cho công việc trong dự án. Và tất cả những gì liên quan đến trả tiền, liên quan đến việc để phần mềm làm việc liên tục. Và hiện nay tôi cũng đang thiết kế cơ chế nâng cấp để thu hút thêm mọi người tham gia dự án DGU. Chào các bạn, tôi là Piot, tôi là giám đốc kỹ thuật dự án DGU. Vai trò của tôi trong dự án là lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật để thiết tạo nền tảng DMP. Nền tảng DMP là nền tảng làm công việc xử lý, bảo quản và thu thập các dữ liệu lớn và các mô hình đào tạo để làm việc với chúng. Ý tưởng chính của dự án là dễ tiếp cận và sử dụng các công nghệ về trí tuệ nhân tạo, không chỉ để cho các công ty lớn và các cơ quan nhà nước, mà trước hết là dành cho những người bình thường. Nói nôm na, trí tuệ nhân tạo là chương trình có khả năng khái quát hóa cơ thể của chúng ta. Dưới con mắt của người ngoài, chương trình như vậy có khả năng phân tích, rút ra kết luận và phát sinh ra dữ liệu mới từ những dữ liệu hiện có, nghĩa là bắt chước hành vi của con người. Chúng tôi đã có công nghệ thị giác máy tính, công nghệ giọng nói để phát ra tiếng nói. Chúng tôi có thể sánh như thị giác của ta và khả năng nói chuyện của con người. Và như vậy, chúng tôi từng bước kỹ thuật số hóa hoạt động sống của con người trong từng lĩnh vực mà họ tham gia. Chúng tôi phát triển và dự án sẽ có những quỹ đầu tư mạo hiểm, sẽ tự mình làm ra tiền và ở mức độ toàn cầu chúng tôi sẽ tạo ra bản sao kỹ thuật số về nhân cách của con người. Đó là chiến lược của chúng tôi. Trong khoảng 10-20 năm tới, nhờ sự phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo,
Chúng ta sẽ tìm ra vô số phương pháp thay thế cho công việc lao động nặng nhọc trong nhiều ngành nghề, tự động hóa chúng bằng trí tuệ nhân tạo. Và ngay bây giờ chúng ta có thể thấy quá trình đó trong các nghề như điều hành trung tâm tìm kiếm, các dịch vụ thu ngân ở ngân hàng. Và trong những tháng tới và những năm tới, chúng ta sẽ thấy tài xế xe taxi sẽ được thay thế bằng những hệ thống tự động hóa công việc. Và sau 5 năm nữa, chúng ta sẽ thấy các nhạc công và nhạc sĩ tự động hóa việc chơi và sáng tác nhạc, các nhà thiết kế thời trang tự động hóa và nhiều ngành nghề khác. Dự án DigiU cho phép đi sâu vào công nghệ trí tuệ nhân tạo và hiểu được quá trình đang diễn ra trên thế giới ngay từ bây giờ. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm.